Chào các bạn. Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Can Fit Gucci. Hôm nay mình nhận chuyển Vega cho cái con Dell Latitude E 6520 nha các bạn. Đây là cái con 6520 cạc rời. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình chuyển qua kẹt xe nha các bạn. Thì ở con này mình sẽ chuyển các phần sau đây nha các bạn. Thứ nhất là mình sẽ cách ly cái cuộn dây nguồn Vega nha các bạn, BL19. Đó, và mình sẽ chuyển một cái con điện trở tại vị trí của IO nha các bạn. Đó, cụ thể như thế nào thì một chút nữa mình sẽ nói chính xác hơn. Và mình sẽ câu hai cái đường GPU select nha các bạn. Đó, và một cái đường nữa là EDID select ha. Hai cái đường đó mình sẽ đưa lên mức cao nha các bạn. Đó, hiện trạng con VGR thì nó sẽ để ở mức thấp. Bây giờ mình sẽ cấp 5V vào để đưa nó lên mức cao nha các bạn. Đấy là ba phần mình sẽ làm. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm từng phần nha các bạn. Trước tiên mình sẽ cách ly cuộn dây BL19 ra nguồn Vega nha các bạn. Nguồn chip Vega. Rồi, mình sẽ câu GPU Select và ID Select lên mức cao nha các bạn. Đó là chân 1 và chân 39 tại con U92 nha các bạn. Rồi, mình vừa làm xong cái chân 39 và chân số 1 lên mức cao nha các bạn. Đây, đó, các bạn quan sát. Đó, mình vừa làm xong đó, cái dây mình câu này nha các bạn. Mình cho nó vào 3V rin nha các bạn. Đó, tại chân 11 là 3V rin. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình chuyển thêm một cái con điện trở nữa nha các bạn. Tại con IO 5028 nha các bạn. Đây, bây giờ Sima rồi mình sẽ cho các bạn biết được đó là con nào. Đó là cái chân Vega ID nha các bạn. Đó là cái chân nhận dạng của cái con Vega. Bây giờ mình sẽ đưa nó lên mức cao. Đó là nó sẽ chạy kẹt xe nha các bạn. Đó là mình sẽ chuyển cái con điện trở là R803 nha các bạn. R803 là nó sẽ vào cái chân. B59 của cái con IO 5028 nha các bạn. Đó, mình sẽ chuyển cái con R803 sang cái con R800 nha các bạn.
Rồi bây giờ mình sẽ dò xi măng và mình sẽ chuyển. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ sát vào cái chân Vega ID là cái con R803, mình sang con R800 nha các bạn. Đây. Đây nha các bạn. Đó, R803. Đó, R803 đây nha các bạn. Đó, đây mình chuyển qua đây nha các bạn. Đó, 803 là ngay vị trí này. Đó, mình chuyển qua đây. Đó. Chuyển qua R800 nha các bạn, đưa cái chân Vega ID lên mức cao nha các bạn. Rồi. Như vậy là mình vừa chuyển xong cái men này nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ ráp vào xem máy có xuất hình không nha các bạn. Đó. Mời các bạn theo dõi tiếp. Rồi, sau khi mình chuyển các vị trí qua kẹt xe nha các bạn. Bây giờ mình đã ráp vào cái máy. Mình đã gắn sơ bộ vào cái máy rồi nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ kích nguồn và màu mình sẽ cho máy chạy vào win xem có nhận kẹt xe không nha các bạn, là con HD Rayfit 3000 không nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ dán sơ cái fan này nha các bạn. Rồi. Rồi phía dưới này ok nha các bạn. À, phía dưới mình gắn sơ bộ rồi. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn chuột với bàn phím rời vào. Rồi bây giờ mình sẽ cho kích nguồn nha các bạn. Rồi, máy lên hình nha các bạn. Máy đã vào win ok. Ok, đó, màn hình rất là đẹp nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vào cho các bạn xem là máy có nhận được cái kẹt xe không nha các bạn. Rồi như vậy là máy đã nhận Vega nha các bạn. À đây. Đó, các bạn quan sát là máy đã nhận là con Intel HD Rayfit 3000 nha các bạn. Đó. Như vậy là mình đã vừa hoàn thành chuyển Vega xe cho con Dell 6520 nha các bạn. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.